Có một loại tiền kỹ thuật số đang được phát triển và có thể dễ dàng sở hữu ngay từ bây giờ không? Đó chính là Pi Network, một dự án blockchain với sứ mệnh tạo ra loại tiền kỹ thuật số mới, dễ sử dụng và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Pi Network hoạt động dựa trên một cơ chế độc đáo gọi là mining bằng điện thoại. Thay vì phải sử dụng các thiết bị máy tính mạnh mẽ để đào tiền ảo như các loại cryptocurrency khác, Pi chỉ yêu cầu bạn mở ứng dụng Pi trên điện thoại thông minh của mình mỗi ngày trong vài phút. Với cơ chế này, mọi người có thể dễ dàng khai thác Pi ngay từ thiết bị cá nhân mà không tốn bất kỳ chi phí điện, thiết bị hay năng lượng nào. Số Pi bạn khai thác được sẽ tích lũy dần theo thời gian và bạn có thể sử dụng chúng như một loại tài sản kỹ thuật số trong tương lai. Mục tiêu của Pi Network là tạo ra một loại tiền kỹ thuật số mới được chấp nhận rộng rãi, có giá trị ổn định và dễ sử dụng hơn các loại tiền số hiện tại. Đây sẽ là một bước tiến mới trong việc áp dụng công nghệ blockchain vào cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn quan tâm, hãy tải ứng dụng Pi Network về điện thoại và bắt đầu khai thác ngay từ bây giờ. Cùng xây dựng nền tảng tiền tệ kỹ thuật số của tương lai.